Hello, xin chào bạn, lại mình Tony Công đây. Trong video này thì mình muốn cập nhật nhanh chóng cho các bạn một cái số cái thông tin về dịch vụ hosting của SiteGround ha. Đầu tiên á thì mình sẽ có hai cái thông tin dành cho các bạn. Một là cái tin buồn và hai là cái tin vui. Cái tin buồn á là chính là hiện nay bây giờ SiteGround không cho phép chúng ta đăng ký dịch vụ hosting SiteGround ở Việt Nam nữa. À, như các bạn có thể thấy là trên màn hình đây, nếu các bạn chọn cái khu vực của chúng ta là ở Việt Nam thì ở đây sẽ có một cái thông báo là SiteGround service is not available in the selected country. Có nghĩa là dịch vụ SiteGround không có sẵn ở cái nước của nước bạn chọn. Và ở đây không chỉ là ở Việt Nam mà một số quốc gia Đông Nam Á như là Philippines hay là Malaysia hay Campuchia thì đều không có thể đăng ký được cái dịch vụ của SiteGround. Và mình cũng không hiểu lý do vì sao mà SiteGround đã không cho một số quốc gia ở Đông Nam Á sử dụng dịch vụ của nó. Nhưng mà cái tin này cũng chưa hẳn là cái là tin buồn. Bởi vì gần đây á, SiteGround đã tăng lên cái giá dịch vụ hosting của nó lên đến tận 6,99 đô trên một tháng. Nhưng mà cái chất lượng của nó thì nó vẫn cứ như vậy á, nó cũng không có gì tăng đáng kể. Và cái gói aerobic thì nó là 9,99 đô một tháng, thì nó tăng lên là tận gấp đôi cái giá ban đầu của nó ha. Và sau khi mà hết cái khuyến mãi này á thì nó còn tăng lên là 14,99 đô lên một đô la một tháng, thì nó rất là đắt ha. Còn một cái tin vui á mà mình muốn thông báo với các bạn, đấy chính là chúng ta sẽ có một cái lựa chọn tốt hơn rất rất là nhiều. Bởi vì cái nhà cung cấp hosting mà mình sắp giới thiệu cho các bạn đây á thì nó cực kỳ là rẻ và rất rất là chất lượng. Nhưng mà các bạn chỉ cần trả một cái chi phí là rất là nhỏ thôi, chỉ 2,99 đô la trên một tháng. Tức là với một cái chi phí là khoảng tầm 2 bát phở để duy trì cái cửa hàng online của chúng ta ha. Và đây không chỉ là quan điểm riêng của mình đâu các bạn. Những cái diễn đàn review về hosting ở thế giới á thì họ cũng đánh giá cái A2 hosting này rất là tốt. Các bạn có thể thấy ở cái chỗ này, cái trang này, HostAdvisor này là một cái trang review về hosting rất là nổi tiếng ở nước ngoài. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây là cái đánh giá của A2 Hosting dựa trên ý kiến của trên 1.427 người dùng ở 12 quốc gia. Thì các bạn có thể thấy là điểm overall của SiteGround là đạt 9,2 trên thang điểm 10. Mức độ tin cậy này là 9,3 trên 10 điểm. Về giá cả, 9 trên 10 điểm. Về mức độ thân thiện với người dùng là 9,3 điểm. Support là hỗ trợ khách hàng cũng đạt 9,3 10 trên 10. Và các bạn có thể xem những cái review ở đây về cái chất lượng của A2 Hosting trên những người dùng họ đánh giá ở đây ha. Đây là những người dùng từ tất cả những quốc gia trên toàn thế giới này. Họ đánh giá, mình sẽ dịch qua tiếng Việt cho các bạn xem nha. Đây, bạn này ở Argentina đánh giá 9,6 điểm. Đó, được bao phủ ở một đội ngũ chuyên nghiệp này, chuyên nghiệp và đáng tin cậy, một thế lớn của A2. Vào ngày xuất bản 8 tháng 11 năm 2020 này. Rồi ở Colombia này, tất cả đều tốt này. Rồi ở Hoa Kỳ phản ứng nhanh này. Đó, vấn đề giải quyết trong vòng chưa đầy 1 giờ vào cuối buổi tối chủ nhật. Ở Ấn Độ này, tôi rất hài lòng với dịch vụ iHosting, họ có hỗ trợ kỹ thuật rất đẹp này, họ đã làm cho trang web bị tấn công của tôi hoạt động trở lại bình thường. Họ hỗ trợ chúng tôi rất tốt này. Đó, đấy thì các bạn có thể xem thêm ở đây ha. Theo như mình sử dụng và mình cảm nhận được á thì cái chất lượng của iHosting nó cũng không hề thua kém gì SiteGround cả, và thậm chí là tốc độ của iHosting còn nhanh hơn cả là của SiteGround. Và nó cũng có đầy đủ những cái cam kết như ở SiteGround, giống như là các bạn cũng có là thời gian là 30 ngày hoàn tiền nếu các bạn không hài lòng, và các bạn cũng được support live chat hỗ trợ 24 trên 7 ha. Và cái này rất là cần cho người mới, bởi vì những người mới thì thường là gặp rất là nhiều vấn đề khi mà chúng ta mới bắt đầu tạo website ha. Thì những vấn đề kỹ thuật thì các bạn sẽ được những chuyên gia từ A2 Hosting họ hỗ trợ 24 trên 7 thông qua nút live chat ở đây ha. Và để mua được cái A2 Hosting này thì các bạn hãy bấm vào cái đường link đầu tiên mình để phía dưới cái video này, hoặc là các bạn vào bấm cái đường link ở cái bước 2 này. Đó, xuống cái bước thứ hai này, chọn hosting và tên miền này, thì bạn bấm vào nút này mua hosting và tên miền. Đó, thì sau đấy các bạn sẽ đến với cái trang của iHosting là ở đây. Đó, và các bạn hãy bấm vào chỗ share hosting này này. Đó, rồi các bạn ở đây sẽ có bốn cái lựa chọn cho các bạn để các bạn lựa chọn. Đầu tiên là gói startup. Ở gói startup này á thì chúng ta sẽ có giá là 2,99 đô một tháng, và chúng ta sẽ được 100 GB lưu trữ, để lưu trữ như là hình ảnh, bài viết, thông tin, video ha, mỗi tháng.
Rồi và ở gói này nó cũng sẽ có là hoàn tiền nếu bạn hoàn tiền bất kỳ lúc nào nếu bạn không hài lòng. Đó. Rồi và các bạn sẽ tạo được một website các bạn này. Ở đây thì các bạn sẽ được chỉ tạo được một website thôi. Đến cái gói này là gói Drive. Drive này thì là 4,99 đô một tháng. Và chúng ta sẽ được tạo vô số website. Đó, cái này thì những cái bạn nào sau này phát triển thì sẽ rất là muốn tạo rất là nhiều website. Đó, chúng ta có thể vừa tạo được website thử chạy hoặc là những website vệ tinh đó, chẳng hạn như thế. Unlimited, tức là không giới hạn cái dung lượng lưu trữ luôn. Một sự khác biệt rất là lớn với gói 2,99 đô này ha. Rồi, và cái gói mà mình đang sử dụng đó là cái gói Most Popular này, là Turbo Boost. Gói này thì mình sẽ được tạo vô số cái website này, không giới hạn dung lượng lưu trữ này. Đó, và đặc biệt là cái website chúng ta load rất là nhanh. Load website rất là nhanh luôn các bạn. X20 cái tốc độ website của bạn luôn. Rồi, và còn cái gói Turbo Max này là gói 14,99 đô một tháng. Thì nó cũng tương tự như cái gói này thôi. Nhưng mà nó sẽ có một số cái đặc điểm mà nó kinh khủng hơn nữa. Và nó sẽ còn nhanh hơn cả cái gói này Turbo Boost này nữa. Đó, dành cho những người mà sau này website có lượng truy cập tháng rất là lớn là khoảng 1 triệu, 2 triệu ha. Người truy cập một tháng. Còn bây giờ nếu với các bạn nào mà có chi phí dư giả một chút, thoải mái thì các bạn có thể chọn cái gói này. Mình khuyên bạn nên chọn gói này bởi vì các bạn sẽ được tạo vô số website và tốc độ website rất là nhanh. Còn đối với bạn nào mà mới bắt đầu tạo website lần đầu tiên thì có thể chọn cái gói này. Đó, cái tốc độ nó cũng rất là ok rồi. Nhưng và đặc biệt là cái chi phí nó rất là rẻ. Rồi thì trong cái video này mình sẽ chọn gói này, bấm vào Get Startup. Sau đấy các bạn sẽ đến được cái bước là chọn cái tên miền. Và ở đây các bạn có thể đăng ký, nếu các bạn chưa có tên miền thì các bạn có thể đăng ký một cái tên miền mới. Ví dụ mình chọn là thegioididong.com chẳng hạn. Đây, mình sẽ chọn là đuôi.com. Rồi mình kiểm tra, mình bấm vào check. Nếu mà nó có thông báo như này, thegioididong.com is unavailable thì tức là có người đã đăng ký cái tên miền này rồi. Thì khi đấy các bạn hãy một là các bạn hãy chọn một cái đuôi khác ở đây, .net.org chẳng hạn. Hai là các bạn hãy chọn một cái tên miền khác. Ví dụ đây thì mình sẽ chọn một cái tên miền khác là tonycongcity.com. Ok. Và có rất là nhiều cái đuôi ở đây các bạn có thể kiểm tra nhé. Và các bạn hãy nên ưu tiên là cái đuôi.com. Còn cái option thứ hai này á là cái bạn nào đã có tên miền rồi và cái tên miền của bạn đã được đăng ký trên 2 tháng thì các bạn có thể chuyển hẳn đến cái iHosting và sau này chúng ta có thể gia hạn cái tên miền ấy ở iHosting luôn. Đó, còn option thứ ba là những cái bạn nào đã có tên miền và nhưng mà các bạn đã chưa đăng ký được dưới 2 tháng và các bạn chỉ muốn update cái name server là cái iHosting thôi và sau này chúng ta vẫn phải vào cái nhà cung cấp tên miền cũ để gia hạn cái tên miền đấy. Vậy thì phần lớn là các bạn sẽ sử dụng cái nếu mà các bạn đã có tên miền rồi thì các bạn hãy bấm vào cái chỗ này ha, sử dụng cái tên miền có sẵn và chỉ update cái name server của A2 Hosting thôi. Và mình có một cái video hướng dẫn cụ thể khác mình để ở đây là dành cho những bạn nào đã có tên miền rồi và sau khi mua hosting ở A2 thì chúng ta sẽ trỏ cái name server của cái tên miền đấy về A2 Hosting ha, thì các bạn hãy kiểm tra cái video mình để ở phần đề xuất ở đây nha. Rồi, còn cái phần dưới này your subdomain sử dụng mỗi subdomain từ A2 thì cái này không cần quan tâm ha. Mà ta sẽ bấm vào check này. Đó, nó hiện congratulation này có nghĩa là có thể mua được chi phí để mua tên miền là sử dụng tên miền là 14,95 đô cho một năm ha. Rồi chúng ta bấm vào continue. Các bạn nên mua hosting và tên miền từ cùng một nhà cung cấp nhé. Đó, để sau này đỡ phải mệt về những cái vấn đề kỹ thuật ha. Các bạn có thể thấy này, gói chúng ta chọn là gói Startup Web Hosting này, cho tạo một website này, dung lượng lưu trữ là 100 GB này. Đó, rồi, ok ha, Free SSL cái này rồi. Có cPanel là cái kênh để chúng ta sẽ quản lý cái tài khoản của chúng ta, tài khoản hosting của chúng ta. Rồi, đây các bạn bấm vào đây để các bạn xem, đây là cái lựa chọn của chúng ta. Với gói một tháng thì chúng ta sẽ có giá là 10,99 đô này. Đó, gói 12 tháng là 83,88 đô này. Gói 24 tháng là 105,36 đô. Còn gói 36 tháng là 3 năm ấy, chỉ với 107,64 đô. Thì rất là rẻ, thì mình khuyên các bạn nên chọn cái gói này ha. Đó, có nó hơn cái gói 12 tháng chỉ có 20 đô thôi. Đó, nhưng mà nó
nó được dùng 3 năm ha. Đó. Rồi. Rồi, cái phần này quan trọng. Các bạn, đây là server location, tức là nghĩa là địa chỉ của máy chủ ấy. Thì các bạn ở, nếu ở các bạn ở ở Mỹ ấy, thì các bạn chọn Michigan. Đó, hoặc là Arizona này. Các bạn ở châu Âu thì các bạn chọn Amsterdam này. Hoặc bạn ở châu Á thì các bạn chọn ở Singapore. Đó. Đặt ở Singapore, đặt máy chủ ở Singapore để cho tốc độ load trang được nhanh nhất ha. Rồi, ok, nhưng dưới này thì các bạn không không cần thêm cái gì nữa. Các bạn kiểm tra nhá, kiểm tra kỹ nhá, không check vào những cái dưới này nhá. Rồi, bởi vì check vào là các bạn mất thêm tiền đấy. Rồi, các bạn thấy cái giá này này là 107,64 đô la. Đó, rồi chúng ta bấm vào Continue. Đó, không, cái này các bạn bỏ chọn ID Protection này đi. Cái này có nghĩa là bảo mật cái thông tin của cái tên miền của chúng ta đấy. Đó, thì các bạn thêm vào cũng được, mà không thêm cũng được, không sao. Mình sẽ bấm vào Continue. Rồi, ok, vậy tổng cộng là chúng ta sẽ chi phí sẽ là tạo là 122 đô la, bao gồm cả tên miền 1 năm và 3 năm sử dụng gói hosting ha. Rồi, ok, chúng ta bấm vào check out. First name bạn điền tên vào. Không dấu các bạn nhé, các bạn cứ điền không dấu vào cho mình. Email address các bạn điền địa chỉ email của bạn vào. Phone number các bạn điền số điện thoại của bạn vào. Rồi, billing address này, company name các bạn không cần điền. Street address này các bạn điền vào địa chỉ đường phố của bạn vào, hoặc là thôn xóm gì các bạn. Street address 2 này các bạn không cần điền. City các bạn điền tỉnh hoặc thành phố của bạn vào. Các bạn chọn quốc gia dưới này nhá. Các bạn chọn Việt Nam đây. State này các bạn điền tỉnh, các bạn điền tỉnh của bạn vào đây. Postal code có là mã bưu điện thì các bạn vào cái trang của mình đây, các bạn bấm tonycong.com xoẹt zip code, mình sẽ để ở cái trang này ở phía dưới mô tả của video ha. Đó, thì có đây sẽ có mã bưu chính của 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Các bạn bấm vào Ctrl F và bấm vào con hoặc Command F nếu là máy MacBook. Thì các bạn chọn của các bạn, ví dụ mình ở Nghệ An thì mình chọn Nghệ An đây là 460.000 chẳng hạn. Rồi, Việt Nam, mã thuế này các bạn không cần. Rồi, additional option này các bạn cũng không cần. Rồi, domain registration này các bạn, đây account security này các bạn đặt mật khẩu cho các bạn nhá. Các bạn nên lưu lại nhá, lấy bút ra ghi lại, đặt mật khẩu mạnh mạnh một chút. Rồi, chọn một câu hỏi bảo mật này. What có thể chọn là What is your best friend name này, tên của bạn thân nhất của bạn là gì? Đó, các bạn cứ chọn bừa đi, nhưng mà nên nhớ lại, ghi lại cái này ha. Rồi, các bạn kéo xuống. Đây, payment detail này này. Đó. Cứ mỗi 3 năm, cứ nối 1 năm là trả 14,95 đô này. Đó, rồi, ok. Cái này không cần để ý. Rồi, các bạn có thể chọn option cách thanh toán này. Thì có thể là credit card, là thẻ Visa này, hoặc Mastercard này. Đó. Hoặc là các bạn nếu có PayPal thì bạn có thể thanh toán bằng PayPal này. Đó, mình sẽ chọn option là credit card ha. Nếu ở đây các bạn nào chưa có thẻ Visa ấy, thì các bạn nên đi làm một cái thẻ Visa, thẻ Mastercard. Các bạn ra bất kỳ ngân hàng nào thì nó cũng sẽ cung cấp thẻ Visa hoặc Mastercard. Mình khuyên các bạn nên đến cái ngân hàng ACB, bởi vì cái chi phí ở đây tạo cái thẻ chỉ mất 75.000 và sau 30 phút là các bạn có thể lấy được luôn. Đó, và các bạn bắt buộc phải có thẻ thanh toán quốc tế thì các bạn mới mua được các bạn nhé. Rồi, các bạn card number là 16 chữ số phía trước mặt thẻ, các bạn điền vào. Ngày hết hạn của thẻ cũng ở phía trước mặt thẻ luôn. Đó, bao gồm tháng và năm. Rồi, CVC code có nghĩa là cái mã bảo mật của thẻ. Cái này là 3 chữ số phía sau mặt thẻ các bạn. Các bạn điền vào. Rồi, Enter name này các bạn điền cái tên của chủ thẻ vào. Các bạn check vào I have read and agree term and service này này. Rồi thôi, các bạn bấm vào complete order. Sau đấy nếu các bạn mà có cái thông báo này
thì là chúng ta sẽ cần phải vào Gmail, tài khoản Gmail của chúng ta vào thêm một bước xác minh nữa. Còn nếu bạn nào mà không có cái bước này thì các bạn có thể bỏ qua cái đoạn này ha. Đây, chúng ta sẽ vào Gmail của chúng ta. Và sau đây các bạn sẽ nhận được về bốn cái email này này từ A2 Hosting này. Và các bạn chọn cái email này này, A2 Hosting Order Further Detail Required. Đấy, các bạn bấm vào đây. Đó, và nó sẽ yêu cầu các bạn gửi một cái ảnh có thể đọc được, một cái tức là cái chứng minh của bạn, ảnh mặt trước và mặt sau chứng minh của bạn này, và ảnh mặt trước và mặt sau thẻ thanh toán quốc tế của bạn là Visa, thẻ Mastercard mà bạn đã dùng để thanh toán ấy. Đó, thì các bạn hãy bấm vào reply cái email này. Rồi các bạn bây giờ hãy chụp mặt trước mặt sau cái chứng minh nhân dân của bạn và chụp mặt trước mặt sau cái thẻ thanh toán của bạn và gửi cho nó là được ha. Các bạn ghi là một front of my ID này, hai là back of my ID này, ba front of my card này, bốn là back of my card này. Đó, thì cái mẫu email này mình sẽ để trong dưới phần mô tả này, các bạn có thể vào đấy để lấy. Rồi sau đấy các bạn đính kèm tệp này, các bạn vào lấy ảnh của bạn vào. Và sau đấy thì mình sẽ gửi kèm bốn cái ảnh mà mình đã chụp ở đây. Đó, các bạn lưu ý là ở cái phần mà ảnh của credit card của bạn ấy thì các bạn có thể che lại cái 12 cái số đầu của thẻ của bạn, hoặc các bạn cũng không thể không che cũng được. Đó, nhưng mà theo mình thì nên che lại. À, dù sao thì là sau khi mà cái bước này hoàn tất ấy, thì họ cũng sẽ xóa đi những cái ảnh này. Đó, nên các bạn cứ yên tâm ha. Thế các bạn gửi, bấm vào gửi. Rồi các bạn đợi trong vòng khoảng tầm từ 5 đến 10 phút thôi ha. Và chậm nhất là trong vòng một ngày thì họ sẽ gửi lại cái email xác nhận của bạn là đã xác minh thành công. Và sau khi mình gửi cái email này 2 tiếng thì A2 Hosting đã gửi lại cho mình một cái email trả lời như thế này. Đó, và mình sẽ dịch cho tiếng Việt cho các bạn biết. Bởi vì là đây, ngắn gọn là do mình cái chỗ mình điền tên của mình nó không đúng. Đấy. Nên là nó yêu cầu cái mình cung cấp lại cái thông tin này để cho đúng này. Do thông tin liên hệ được cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác nên yêu cầu bạn cung cấp lại này. Đăng ký lại cung cấp các thông tin sau này, họ và tên, địa chỉ, đường phố này. Đó, bởi vì mình lại để tên là Tony Công City thì không đúng theo cái tên mình để trong chứng minh nhân dân. Và mình đã zip lại lại cái tin nhắn và cái email của họ đây. Tên này, địa chỉ, đường như đúng. Và sau đấy thì A2 Hosting đã trả lời lại như thế này. Đó, sau khi cảm ơn bạn đã cung cấp, chúng tôi vui mừng thông báo bạn rằng đơn hàng của bạn đã được xác minh và chấp thuận theo cách thủ công này. Đó, rồi. Và bây giờ nó bảo mình là vào thanh toán trực tuyến hóa đơn mình bằng đăng nhập đường link này. Đó, thì nếu mà các bạn điền đúng cái thông tin ngay từ đầu thì các bạn sẽ không nhận được cái email phía trên này và nhận được luôn cái email thành công này, thông báo thành công này, ok ha. Rồi, và sau đấy thì các bạn hãy bấm vào cái đường link này để vào thanh toán. Đó, thì bạn sẽ thấy là cái order của chúng ta đây, 122,59 đô la đây, là cái tình trạng là unpaid, tức là chưa thanh toán. Bấm vào đây nhé. Đó, rồi sau đây các bạn bấm vào nút pay now đây. Rồi các bạn nhập lại thông tin thẻ của bạn một lần nữa. Card number này là 16 chữ số phía trước mặt thẻ của bạn này. Rồi expiry date là ngày hết hạn này. Rồi CVC là ba chữ số bảo mật phía sau mặt thẻ ha. Rồi sau đây các bạn bấm vào Submit Payment. Nó đã hiện ra màn hình như thế này, Pay cũng nghĩa là đã thanh toán rồi các bạn này. Rồi sau đấy các bạn vào email lại của các bạn. Rồi nó sẽ ra ba email về như thế này, ta sẽ kiểm tra cái email này này. Immediate Verification Required này. Đó, tức là xác minh cái tên miền của chúng ta ấy. Thì các bạn hãy bấm vào cái đường link này này. Click here to verify your email address này. Bấm vào đây để xác minh cái tên sở hữu tên miền ha. Rồi, và chúng ta đã xác minh cái tên miền thành công. Vậy rồi, chúng ta tắt cái này đi. Ok. Chúng ta vào cái email welcome này các bạn này. Đó. Các bạn log into your hosting control panel here này. Rồi đây là một số thông tin về cái tài khoản của chúng ta ha. Rồi sau đây các bạn hãy bấm vào chỗ log into C panel này này. Đó. Rồi các bạn kéo xuống ở phần Spectacular App Installer này, các bạn chọn WordPress A2 Optimize này, bạn bấm vào đây. Rồi, rồi các bạn bấm vào Install Now đây.
chỗ này trên URL này các bạn để nguyên này, site name này là các bạn đặt cái tên của website bạn là gì, bạn ghi vào đấy. Site description này, website bạn bán cái gì thì bạn mô tả ở đấy. Ví dụ mình sẽ là mình là hướng dẫn tạo website chuyên nghiệp. Rồi ok. Rồi kéo xuống phần admin account này. Admin username bạn hãy chọn một cái tên tài khoản đăng nhập tài khoản admin của bạn. Mình để là Tony Công City luôn ha. Admin password các bạn đặt một cái mật khẩu cho cái tài khoản admin của bạn này. Các bạn nhớ ghi lại nhé. Rồi, admin email này các bạn nhập cái email quản trị của bạn vào. Language các bạn cứ để tiếng Anh như vậy, lát nữa ta chỉnh sau ha. Các bạn bấm vào install. Đó. Và các bạn chỉ cần đợi vài giây là nó sẽ tự cài đặt WordPress cho các bạn. Và xin chúc mừng các bạn, vậy là website của bạn đã được cài đặt WordPress thành công. Đó. Bây giờ các bạn có thể vào cái đăng nhập vào cái trang quản trị của bạn ở đây. Đây các bạn phải xem cái trang website của bạn hiện tại ở đây luôn. Vậy là website của bạn đã lên Internet rồi. Đó, hoặc là các bạn có thể vào email. Đó, Substacular nó gửi về cho bạn một cái email để các bạn đăng nhập cái trang website của bạn ở đây. Đó, còn đăng nhập cái trang quản trị ở đây. Đó, hoặc là chúng ta sẽ quay trở lại đây. Đó, có cái administrative, đây là URL trang quản trị. Thì chúng ta sẽ vào đây. Đó. Đây là cái trang gọi là backend. Cái trang backend này là cái trang để giúp chúng ta quản trị, quản lý cái website chúng ta ha. Còn đây là frontend. Đây, frontend là khi bây giờ các bạn đánh nhập cái đường link này vào trên cái công cụ tìm kiếm thì sẽ ra website của bạn. Rồi sau đây các bạn hãy quay lại cái video hướng dẫn tạo website bán hàng của mình ở đây. Ở phút và bắt đầu từ phút 19 phút 48 giây là đổi ngôn ngữ website ở đây ha. Các bạn quay trở lại cái phần là qua trang quản trị và vào phần setting. Đó, và các bạn xem tiếp cái video hướng dẫn này của mình. Và tiếp tục làm website như hướng dẫn ở trong này ha. Và nó không có gì khác thay đổi cả ha. Và trong cái video này mình hướng dẫn thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng một cái theme là miễn phí. Còn nếu bạn nào mà muốn sử dụng một cái theme trả phí, một cái theme tạo website bán hàng nó chuyên nghiệp, nó đầy đủ hơn và nó có khả năng chuyển đổi khách hàng cao tốt hơn thì các bạn hãy xem cái video mình để ở phía dưới mô tả đây. Trong cái video này thì mình hướng dẫn rất là chi tiết hơn cái video cũ này và mình cập nhật mới những cái chiến lược marketing giúp cho khách hàng vào website của bạn nhiều hơn. Đó, thì các bạn hãy kiểm tra, hãy xem cái video ở mình để ở dưới phần mô tả của video này nha. Nếu bạn thấy thích cái video này thì hãy ấn nút like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.